Cỏ dừa hạt ngọc được sản xuất dựa trên công thức cổ truyền kết hợp hiện đại cùng trang thiết bị máy móc tiên tiến. Với nguồn nguyên liệu được tuyển chọn khắt khe từ những quả dừa tươi xanh, hoàn toàn được loại bỏ các tạp chất. Từ dòng nước dừa tươi thơm mát được lên men, kết hợp cùng tinh chất nước gạo tinh khiết, lên men dựa trên công thức cổ truyền, mang đến phụ nữ Á Đông dòng sản phẩm lành tính, an toàn và hiệu quả. Nơi cung cấp các sản phẩm làm đẹp và chăm sóc sức khỏe uy tín, nơi mua sắm online tin cậy của mọi gia đình. Nhanh tay gọi ngay đến số hotline 0902323305 hoặc truy cập fanpage Gian hàng khỏe đẹp để không bỏ lỡ nhiều chương trình khuyến mãi vô cùng hấp dẫn. Gian hàng khỏe đẹp, an toàn, hiệu quả, giá cả bất ngờ. Chúng ta có thể thấy trong cuộc sống hiện đại ngày nay thì hầu như mọi người bằng mọi giá theo đuổi khát vọng sự nghiệp, tiền tài mà đôi khi quên đi mất rằng chúng ta phải giữ gìn sức khỏe. Chỉ đến khi chúng ta có bệnh, đặc biệt là với việc đại dịch Covid-19 đang hoành hành thì chúng ta mới thực sự nhận thức được tầm quan trọng của sức khỏe. Vậy thì làm thế nào để chúng ta có thể tăng cường được sức đề kháng, chống chọi được cái sự xâm nhập của virus vào cơ thể? Và ngày hôm nay thì chương trình Đẹp Không Giới Hạn sẽ cùng quý vị giải đáp thắc mắc này cùng với hai vị khách mời trong chương trình, cũng như sẽ chia sẻ đến quý vị khán giả một sản phẩm mới để giúp cho chúng ta cũng như tất cả những thành viên trong gia đình có được một sức khỏe thật là tốt để có thể chống chọi với nạn dịch này. Dê Dê Nhật Hạ, tên thật là Huyền Tôn Nữ Nhật Hạ, sinh năm 1994. Ngay từ lúc nhỏ, Nhật Hạ đã sớm thành công trong vai trò diễn viên nhí qua các bộ phim Mùi Ngò Gai, Gia Đình Phép Thuật. Gần đây là các phim Mặt Nạ Thiên Thần, Cậu Chủ Mà Cà Rồng. Mới đây, Nhật Hạ ra mắt MV Nhớ Ai Đó. MV nhanh chóng chiếm được vị trí top 2 trên bảng xếp hạng Zing Chart trong một khoảng thời gian, bước đầu khẳng định được khả năng trong lĩnh vực mới của Dê Dê Nhật Hạ. Thạc sĩ bác sĩ Phạm Phương Phi, chuyên khoa bác sĩ gia đình, tốt nghiệp cao học về thuốc, chương trình quốc tế, Đại học Mahidol Thái Lan, cựu giảng viên bộ môn dược lý, khoa y, trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, gần 20 năm hoạt động trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe tại Việt Nam, chuyên gia đào tạo sức khỏe cộng đồng, tham gia nhiều chương trình và talk show về sức khỏe và dinh dưỡng. Trước hết thì Mai Thu Huyền cũng muốn hỏi bác sĩ là trong cái việc ăn uống thì nó đóng góp một cái phần quan trọng như thế nào vào cuộc sống của chúng ta? Một cái bữa ăn dinh dưỡng thực sự nó không chỉ đơn thuần là mang lại cái giá trị về dinh dưỡng, về năng lượng, mà nó còn bao hàm cả những yếu tố về vitamin, rồi những yếu tố về khoáng chất và những yếu tố vi lượng. Nói về những tiêu chí để chọn lựa một thức ăn lành mạnh thì đầu tiên chúng ta phải xét cái yếu tố về cái nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng. Vì cái loại thực phẩm đó có thể càng tự nhiên, càng ít chất bảo quản càng tốt. Và trong cái thực phẩm đó, nó phải hàm chứa những yếu tố mà cơ thể chúng ta cần. Nếu như mà những ai không biết thì sẽ nghĩ là những người làm nghệ thuật, những làm diễn viên là sẽ sung sướng lắm, lúc nào cũng thấy xuất hiện với một hình ảnh rất là lung linh và đẹp. Cho nên là không biết một cô gái mà có một cái làn da rất là đẹp như Nhật Hạ thì bạn đã, cái chế độ ăn uống của bạn như thế nào? Cái nghề của mình là đặc biệt là giờ giấc không ổn định nè, thức khuya dậy sớm các thứ rất là cực khổ, nên là em phải ưu tiên lựa chọn những cái sản phẩm nào mà có thể nạp được cho mình nhiều nhất vitamin và khoáng chất, mà đặc biệt là phải tiết kiệm thời gian, chế biến cực kỳ tiện lợi càng tốt. Giống như một ngày đi, mình không thể nào bảo đảm là mình sẽ ăn đủ bao nhiêu đó lượng rau, bao nhiêu đó củ hay cá hồi gì đó. Thì chính vì vậy là em chọn lựa thêm một cái loại thực phẩm chức năng để mà bổ trợ cho mình trong cái quá trình đẹp nè, khỏe, và làm cho mình có một cái làn da tươi tắn hơn, với lại có thể giúp mình tăng cường cái trao đổi chất, hấp thụ chất từ thực phẩm nữa. Và em cũng có sử dụng qua Natura và em cảm thấy Natura rất là tốt. Nhiều khi mình mệt quá, mình cũng không muốn ăn, mình bỏ bữa luôn, thì những cái sản phẩm chức năng mà thực sự uy tín chất lượng đã cứu em rất là nhiều ở trong những cái lúc đó. Theo như là tìm hiểu thì Mai Thu Huyền được biết là sản phẩm này thì được làm theo công nghệ của Nhật,
và được sản xuất ở tại Mỹ. Bây giờ thì hiện nay cũng mới có mặt trên thị trường Việt Nam thôi. Không biết là những cái tác dụng của nó thì như thế nào? Trước tiên là phải nói đến cái nguồn gốc của nó. Yeah. Thì cái sản phẩm này được sản xuất thì ở tại Mỹ và được lưu hành đầu tiên là ở tại Nhật. Và sau đó là các quốc gia khác. Chiết xuất từ hơn 47 cái loại thảo mộc và trái cây phổ biến mà chúng ta đã từng biết. Yeah. Thì trong cái danh sách nó rất là đầy đủ. Bên cạnh đó nó còn được thêm vào một cái lượng, một cái thành phần khoáng chất là bao gồm có 72 loại khoáng chất và các yếu tố vi lượng, tạo nên một cái sản phẩm nước trái cây mà không chỉ là vấn đề dinh dưỡng mà nó còn cung cấp cho chúng ta một cái nguồn các yếu tố về khoáng chất và vi lượng để giúp cho cân bằng. Dĩ nhiên đây là một cái giải pháp cho chúng ta trong những cái hoàn cảnh mà không thể có một cái bữa ăn đầy đủ. Đây là một cái giải pháp mà dành cho những con người bận rộn đấy, đúng không ạ? Nhưng có một cái mà mọi người tiêu dùng người ta băn khoăn, khi mà chúng ta biết đến một cái sản phẩm nào đó thì cái điều gì mà chúng ta cần phải lưu ý đầu tiên khi mà quyết định lựa chọn cái sản phẩm đấy? Thì thực phẩm chức năng nó là một thuật ngữ mà xuất phát từ Nhật Bản và cái tiếng Anh của nó là functional food. Tất cả những cái loại thức ăn mà chúng ta đưa vào cơ thể mà nó có kèm theo những cái hoạt tính để tăng cường hoặc bảo vệ sức khỏe thì nó đều được gọi là thực phẩm chức năng. Nhưng mà hiện tại đúng là chúng ta cũng thấy là một cái thực tế đó là quá nhiều những cái thực phẩm chức năng. Và lắm lúc do chúng ta được truyền thông nó chưa đầy đủ cho nên có những cái ngộ nhận và chúng ta lại lệ thuộc cái quá nhiều vào cái gọi là thực phẩm chức năng mà quên mất những yếu tố cái nào là thích hợp và an toàn cho cơ thể và cái nào khi nào chúng ta cần nó. Thì cái tiêu chí đầu tiên là chúng ta cần phải tìm hiểu rõ về cái nguồn gốc của nó. Cái nguồn gốc xuất xứ là cái đúng rất rồi, quan trọng. Cái nguồn gốc xuất xứ là quan trọng lắm. Vâng. Thì cái sản phẩm mà chúng ta đang quan tâm đó là Natura. Đó là một sản phẩm được nghiên cứu và sản xuất tại Mỹ. Và Las Vegas đây. Đúng rồi. Và yếu tố thứ hai chúng ta quan tâm đó là những cái thành phần năng lượng. Có thể là những cái yếu tố mà nó tạo ra cái năng lượng cho chúng ta. Hay là những loại sinh tố. Những cái vitamin loại ấy, đúng rồi. Vitamin hoặc các khoáng chất hay là đặc biệt đó là những thành phần yếu tố gọi là vi lượng, nó có mục đích là để bổ trợ bổ sung cho chúng ta để chúng ta bù trừ trong cái việc là thiếu sót trong các bữa ăn. Mà Mai Thu Huyền cũng không biết được là có chính xác không, nhưng mà cũng nghe nói và cũng tìm hiểu thì thấy là thường thì những cái loại thực phẩm chức năng mà đã được chiết xuất như vậy thì nó sẽ thẩm thấu và nhanh hơn là qua cái đường ăn uống, không biết có đúng không bác sĩ? Vâng, thực sự điều đó thì nó tùy vào cái kỹ thuật và cái công nghệ của của cái nhà sản xuất. Dĩ nhiên những cái nhà sản xuất có cái công nghệ cao thì họ sẽ có cái những cái kỹ thuật để tạo ra những cái cách để mà tăng cường cái khả năng hấp thu của các cái hoạt chất và những cái yếu tố dinh dưỡng hay là những cái khoáng chất vào cơ thể. Cái sản phẩm chúng ta cũng thuộc về cái nhóm sản phẩm đặc biệt đó. Có nghĩa là được đầu tư bởi những công nghệ rất là tiến bộ. Thực tế, tình trạng thiếu hụt khoáng chất trong đất, trái cây và rau củ đã xảy ra hàng thập kỷ. Đây là nguyên nhân tác động xấu đến sức khỏe con người vì cơ thể không tự sản sinh ra khoáng chất mà phải bổ sung qua thức ăn hoặc thực phẩm chức năng. Chính vì vậy, thách thức lớn nhất là tìm ra nguồn khoáng chất bổ sung mà cơ thể có thể hấp thụ dễ dàng. Natura là nước trái cây tốt cho sức khỏe, có chứa nguồn khoáng chất tuyệt vời, mang lại rất nhiều lợi ích. Nhờ công thức tổng hợp chiết xuất thành phần tự nhiên và tinh khiết từ các loại trái cây và thảo mộc, tạo nên một sản phẩm thơm ngon cho cả gia đình và đặc biệt là cơ thể có thể hấp thụ hoàn toàn thành phần dinh dưỡng và khoáng chất một cách nhanh chóng. Ngoài cái việc mà mình đọc kỹ cái thành phần xuất xứ thì em nghĩ quan trọng nhất là mình kiểu lắng nghe cơ thể của mình, bởi vì chỉ có mình là hiểu cơ thể mình nhất. Thì khi mình sử dụng thì sẽ có rất là nhiều những cái thực phẩm mình sử dụng thời gian mình sẽ thấy là nó tốt hơn hẳn, làm cho mình đẹp hơn. Cái sức khỏe của chúng ta đó, một cái sức khỏe mà để duy trì và để tăng cường cái sức đề kháng thì nó đòi hỏi một cái chế độ dinh dưỡng đầy đủ và cân bằng, bao gồm đầy đủ các nhóm chất và thậm chí trong đó nó là những cái loại rau củ quả để nó kèm theo những thành phần chất xơ nè, những cái loại protein nó đến từ những cái nguồn gốc thảo mộc, rồi nhiều những thành phần khác. Còn những trong những cái loại thức uống bổ sung này hay là những cái loại thực phẩm gọi là thực phẩm chức năng thì nó không thể nào nó thay thế hoàn toàn được cho các bữa ăn đó. Nó chỉ có thể giúp cho chúng ta bổ sung gọi là bổ sung á. Bổ sung là một, cái thứ hai giúp chúng ta để có thể đối phó với những cái hoàn cảnh mà chúng ta không thể gọi là cung cấp cho nó cơ thể mình cách đều đặn. Lúc nãy thì Nhật Hạ có nói là Nhật Hạ đã từng sử dụng qua Natura đúng không ạ? Thì không biết là sau khi mà bạn sử dụng, bạn lắng nghe cơ thể của mình thì không biết là đánh giá về cái sản phẩm nó như thế nào ạ?
Khi mà mình lần đầu tiên tiếp xúc với Natura thì em uống vào là em cảm thấy wow, cái vị của nó hoàn toàn khác biệt và nổi trội hơn so với tất cả những cái sản phẩm chức năng đóng chai mà em đã từng sử dụng. Thì cái đó là một cái mình ấn tượng về cái sản phẩm này rồi. Thì thứ hai nữa là sau khi mà em ấn tượng nó và em đi tìm hiểu mới phát hiện ra là thành phần của Natura là hoàn toàn có rất là nhiều trái cây mà toàn là những trái cây chống oxy hóa và nó còn không có đường nữa. Nó vô cùng phù hợp cho những cái người như em, như chị Huyền hay là giảm cân. Dạ, đúng rồi, không phải giữ thân hình thon thả. Dạ, mà da mình lúc nào cũng phải đẹp nữa. Một điều nữa là khi mà mình mệt á, mình uống lạnh Natura là cảm thấy là cái vị hơi chua chua của những cái trái cây, thường trái cây chống oxy hóa sẽ có cái vị chua nhẹ nhẹ thì sẽ làm cho mình khỏe hơn và em cảm thấy ăn uống ngon miệng hơn. Và da thì lúc nào cũng rất là tươi tắn. Nhìn thấy da em tươi tắn lắm. chắc chị hôm nay cũng phải bắt đầu từ bây giờ là phải uống hết. Dạ, đặc biệt là Natura lại có thể mix với lại tất cả rất là nhiều những cái sản phẩm khác tạo nên những cái món ăn khác biệt hơn chứ không đơn thuần chỉ là một cái chai nước uống như vậy. Tức là không phải là chỉ uống không mà còn có thể làm nhiều cái khác nữa đúng không? Dạ, đúng. Vậy thì cụ thể là em đã làm những cái cách như thế nào? Ví dụ buổi sáng khi mà em làm biếng mình đi vội vã thì em sẽ trộn chung với lại kem nè hoặc là ngũ cốc thì nó sẽ đầy đủ những cái vitamin khoáng chất mà không có tinh bột nữa mà ăn mình đỡ ngán. Cái thứ hai nữa là sau khi tập gym về em có thể pha nó với salad hoặc là mình bỏ vào sinh tố sẽ làm cho cái vị nó chua chua đó, nó làm mình khỏe, lấy lại được năng lượng sau một cái buổi tập gym. Và đặc biệt nữa là mình có thể ướp với đồ ăn. Em có thấy một cái đầu bếp ở Las Vegas, họ đã ướp với đồ ăn và em đã bắt chước làm theo thì cái bữa ăn nó hoàn toàn rất là mới lạ, có thể cho tất cả mọi lứa tuổi luôn mà lại vô cùng tiện lợi nữa. Tại vì những trải nghiệm của Nhật Hà rất là tuyệt vời. Cái đặc điểm rất là độc đáo của cái sản phẩm này, không có chất bảo quản, không có những cái dư lượng thuốc trừ sâu và hoàn toàn hữu cơ. Sau khi đã hiểu về cái cách người ta tạo ra nó, các thành phần căn bản rồi, thì chúng ta hiểu rằng cái Natura nó là một cái thực phẩm, một cái dạng nước uống có năng lượng. Thì yếu tố đầu tiên là nó là một cái nước uống có thể cung cấp cho chúng ta cái nguồn năng lượng, một phần năng lượng cần thiết. Cái thứ hai nữa là như chúng ta nói hồi nãy, đã là một cái nguồn những cái khoáng chất và những cái yếu tố vi lượng. Những cái yếu tố đó là cũng đã quá tuyệt vời rồi, nhưng mà nó còn một yếu tố rất đặc biệt mà chúng ta không thể không nhắc đến, đó là cái hoạt tính chống oxy hóa. Chất oxy hóa tên cũng hay gọi đó là những gốc tự do, đó là những cái độc tố mà nó được sản sinh ra có thể từ những cái hoạt động sống tự nhiên của cơ thể. Có thể nó được tạo ra từ cái nguồn mà chúng ta đưa vào cơ thể, từ cái nguồn không khí ô nhiễm từ thực phẩm mà nhiễm những cái chất oxy hóa, hoặc là đến từ những cái khối thuốc lá vân vân nhiều thứ, hoặc chính trong cơ thể chúng ta những cái bệnh lý viêm nhiễm nó cũng tạo ra nhiều những cái gốc tự do này. Và những gốc tự do này bình thường cơ thể chúng ta nếu cái lượng vừa đủ thì nó có những cơ chế để nó đào thải, nhưng khi cái số lượng này nó nhiều quá thì nó vượt mất cái khả năng đó và cơ thể rất dễ chịu những cái tác động về bệnh lý. Và cái này nó có thể gây rất nhiều bệnh và nó là chìa khóa của hầu hết các bệnh lý mãn tính hiện tại, thậm chí cả ung thư. Ví dụ như tim mạch, ví dụ như tiểu đường, ví dụ những bệnh lý viêm khớp mãn tính. Những cái thực phẩm nào mà nó mang lại cho chúng ta cái chất mà chống oxy hóa thì dĩ nhiên nó sẽ rất là tốt, hỗ trợ cho cơ thể để phòng ngừa cũng như là để hỗ trợ trong giai đoạn điều trị. Một cái thông số mà nó liên quan tới sản phẩm này để nó đại diện cho cái khả năng chống oxy hóa đặc biệt đó là chỉ số ORAC. ORAC là viết tắt ORAC. Đó là một cái chỉ số đại diện cho cái năng lực đào thải hỗ trợ cơ thể chống lại chất oxy hóa. Và nó có một cái số đo được thẩm định bởi một phòng thí nghiệm rất là danh tiếng ở trên thế giới. Chỉ số nó thuộc hàng cao nhất trong những cái nhóm thức uống bổ sung cùng loại như thế này. Bác ơi, em tò mò lắm rồi, em muốn thử lắm rồi. Chúng ta sẽ cùng thử luôn nha. Tức là bình thường thì chúng ta sẽ chỉ cần là một cái thìa khoảng 10-15ml. Một cái thìa cà phê này chúng ta thôi, uống. Đây là chúng ta sẽ cho vào một cái ly nước như này đúng không ạ? Cái đó là một cách. Cách tiếp theo là gì bác? Bác có thể giúp em không? Thì chúng ta có thể trải nghiệm trực tiếp nó ở dạng đậm đặc cũng được. Dạ. Và dĩ nhiên thì cái cách này nó sẽ đậm đà hơn. Em nghĩ là chị Huyền nên thử đậm đặc như thế này để mình biết được. Thế đây em cũng sẽ thử đậm đặc luôn. Vâng. Rồi. Ok. Rồi, chị thấy ngon quá. Dạ. Mà chị thấy rõ nhất là cái mùi vị Việt Quất á. Dạ đúng không? Chị được cực kỳ thích Việt Quất luôn. Khoảng 47 loại trái cây
Rất là phổ biến ở ở khắp nơi thế giới và các loại thảo mộc. Vì thế cũng rất ấn tượng về cái này. Cái này mà pha xong rồi mình bỏ hạt chia vào, xong mình để tủ lạnh là cứ lấy ra mà uống là vô cùng sảng khoái luôn. Trộn salad cực kỳ ngon. Dạ đúng rồi, trộn salad, thì mình trộn đặc lại. Rất tuyệt vời. Uống loãng như thế này lại có ngon kiểu khác. Uống loãng như thế này thì giống như mình cảm thấy nước giải khát ấy. Mình có thể để, ví dụ như mình trước khi đi ra ngoài mình có thể để vào một cái chiếc bình, xong rồi mình mang đi mình uống dần đúng không? Vâng. Rất là ngon. Bình thường là em sử dụng rất là nhiều, mà đến ngày hôm nay gặp bác em mới biết được là sản phẩm này có quá là nhiều công dụng và thành phần số 1 như vậy luôn. Không biết là còn với Nhật Hạ thì Nhật Hạ có lời chia sẻ gì với khán giả trong cái việc mà mình lựa chọn những cái đồ ăn thức uống để làm bổ sung những dưỡng chất cho cơ thể không? Dạ, trong cái tình hình dịch bệnh như hiện nay, hy vọng là mọi người sẽ chú ý đến cái việc tăng cường cái sức đề kháng của bản thân mình. Với em thì em đã sử dụng tinh dùng và chọn Natura. Thì theo tìm hiểu của em thì Natura được rất là nhiều những cái người tiêu dùng ở Mỹ và Nhật họ đánh giá rất là cao, và đặc biệt lại còn được một bác sĩ Hoa Kỳ đánh giá và nghiên cứu về cái sản phẩm này, nên em rất là tin tưởng vào Natura. Đứng trước những cái nguy cơ bệnh tật nguy hiểm như là dịch corona, hai cái yếu tố lớn mà để bảo vệ mình quan trọng nhất là tránh tiếp xúc với mầm nhiễm, nhưng mà cái quan trọng hơn chúng ta hãy chuẩn bị cho cái nội lực của cơ thể mình bằng một chế độ dinh dưỡng đầy đủ, lành mạnh, phải có cái vận động thể chất thích hợp và chuẩn bị cho mình những cái tinh thần lạc quan. Và nếu chúng ta không có điều kiện để lúc nào cũng có một bữa ăn đầy đủ thì hãy nhớ đến chọn lựa những cái sản phẩm bổ sung sức khỏe mà nó có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng và có cái hàm chứa những yếu tố bảo vệ sức khỏe như chúng ta vừa chia sẻ nãy giờ. Như là sản phẩm Natura này đúng không ạ? Natura mang lại kết quả kinh ngạc khi được xếp hạng cao nhất thế giới với tổng chỉ số ORAD trên 144.000 điểm, đúng hay sai? A đúng, B sai. Bạn nào có câu trả lời đúng, nhanh và dự đoán số người trả lời giống mình chính xác nhất sẽ có cơ hội nhận được một sản phẩm mặt nạ tươi cổ truyền cọ dừa hạt ngọc giúp làm trắng, chăm sóc tái tạo làn da đến từ công ty Thiên Nhiên Việt. Để tham gia chương trình, bạn hãy truy cập vào trang web www.facebook.com/tincommediacorp và bình luận câu trả lời ngay dưới clip phát sóng của mỗi tập theo cú pháp như sau: DKGH khoảng cách X khoảng cách Y. Trong đó, X là câu trả lời của bạn, Y là số người có cùng câu trả lời giống bạn.